sao mà nắng như vậy trời. Nắng gì mà nắng cháy da cháy thịt luôn, nắng mà tới đen rồi. Ước gì chiều nay chạy mưa ha. Giá ơi chiều nay chạy mưa cũng bị đá chuối. Thầy đúng đó con. Giá chiều nay mưa con. Đúng rồi đó, chiều nay chạy mưa đi. Ơi, gì vậy ông bậy? Tâm hồn rồi, giá trời mưa. Giá trời mưa đang hút cát lên ăn hay vậy? Thì con nói cho cảm nghĩ con thôi. Cảm nghĩ gì mà cảm nghĩ. Làm lẹ lên đi. Nắng mắng chết luôn nhỉ. Làm mình biết mà nhát cái giá trời mưa đang nghỉ. Thì trời mưa mới nghỉ được chứ. Là mặt mấy tất trời chứ con. Chắc chiếc được mình cao đó lấy tiền á. Rồi trái trời mưa nữa. Mệt quá. Là không mệt mà nghe ông Bảy nhảy cũng mệt. Sao không? Tao mướn mày vô à. Vậy mày đuổi đi. Tao mà phái mẹ mà tao đuổi mày lâu rồi. Mày nói gì? Bảy nói gì vậy? Tao không có gì, tao làm đi. Mệt cũng chết luôn vậy. Nắng nôi mệt. Làm thì cứ bắt ra làm cho cố vô. Làm như quà bãi mà tặng đôi chân. Đã ơn ông Bảy. Làm sao? Làm sai liền liền mà trả tiền như què hỏi vậy á. Nói vậy. Đãi chạy chạy. Lại đó cái chạy xuống con ơi. Cái chạy xuống con ơi. Lẹ đây nắng muốn chết trời bà Thái ơi. Thái chưa nghe bà Thái ơi chưa. Chưa có máu bán ơi. Xuống. Chưa kịp mắt bên bị chơi á. Rồi, lên lên. Rồi, cảm ơn nha. Gì đây? Nó tóc tai kiểu gì vậy? Trời ơi, cái xịt tai của em. Xịt tai. Đẹp không? Trời ơi, đứa con cháu với đường phải đó. Ôi, làm cái gì đó chị ơi, bây giờ bữa nay mình đi chơi đi. Cái gì? Đi chơi. Ôi. Đừng ăn chơi khi cha mẹ còn khổ. Hiểu không? Suốt ngày ăn với chơi, bà tôi nói tụi mày là không có làm việc lên người chân á. Lớn rồi, tao biết phụ giúp gia đình, phụ giúp mẹ cha rồi. Suốt ngày ăn với chơi không? Bây giờ mà không biết lo đó chị nữa, cha mẹ mà nằm xuống rồi lúc đó mình lo nghe hả, không lo nghe. Cái đó làm mà lo sao, bây giờ mình chơi trước cái chị hay bà chị ba. Trời ơi, còn trẻ còn sức khỏe mà không chịu lo làm. Bây giờ nữa rồi giờ bệnh tật già sư này nằm xuống đó rồi lấy quần què lên ăn. Thì đó nói thì không bao giờ tiếp. Nghe. Đi trẻ lâu lâu bữa mà. Bởi tao nói cuộc sống của tụi mày thiếu ăn và chơi. Không bao giờ tụi mày có bao giờ mà tụi mày nghĩ đến cha mẹ tụi mày chưa hả? Tụi mày có nghĩ đến cha mẹ tụi mày nằm ở nhà mà lo cho mày từng giờ từng phút từng giây chưa hả? Cái lúc mà cha mẹ mày nằm xuống á, rồi tụi mày không có tiền lo, tụi mày đi làm mới có tiền lo được. Bây giờ tụi mày không đi làm mà cha mẹ mày nằm xuống lấy tiền đâu lo hả? Lấy giấy lên hả? Chưa chắc gì người dân bà con dòng họ mà cho mày mượn 1.000 đồng nữa mày lo cho gia đình mày. Từ khi có chính tay mày làm, bàn tay ta làm nên tất cả, có tiền rồi thì lúc đó mới có chuyện em, hiểu chưa? Ngài nói đạo lý triết lý mà trời. Lâu lâu có một bữa mà đâu phải mỗi ngày đâu mà sợ. Trời ơi trời, lâu lâu bữa muốn chết nữa. Tháng vừa rồi bay chiếc xe bà già nó về muốn chặt cái đầu tao vậy. Tại chị thôi chứ tụi mình đâu có nhiêu đâu đúng không? Nhà ba chiếc bay có một chiếc nhầm nhòi trời. Đúng rồi, còn ai chết lận mà. Hai chiếc kia nó ra tiền công đồ rồi. Là cũng tụi mày không? Nhớ chưa, tuần trước ra tiền công đồ rồi đó. Thì lâu lâu bữa mày đi ta. Đi chi. Không. Trời ơi, nãy em mới thấy gặp anh Thống bệnh nữa nè. Đây. Thiệt. Kiếm bữa chân mày. Gì nghỉ nữa. Trời ơi, nó mắc hơn thì thiệt chứ. Không có người làm rồi. Trời ơi, nhanh tay lên dùng cái nha. Ủa anh Tẩy, bữa nay ăn liễu làm tốt không? Tốt, mình quá đâu là tốt đi. Tầm bụ, tầm ba, tầm bốn, đầu xanh, đầu đỏ, đầu vàng, đầu tím gì đó. Tắm nó chạy nó mất tiêu rồi, kêu nó cái nó chạy mất tích luôn kìa. Làm gì chạy không? Làm gì nó chạy à? Ai làm gì nó? Xin mà nó tôi có cho nó đâu đưa, tôi xin nghỉ ngày không? Chưa kêu nó chạy, ba mới chạy đi mất tiêu. Vậy xin nghỉ nó hả? Tao biết con mà hỏi tôi chứ. Ở đó cơ nó mới hứa tất thầy luôn á, con nhỏ này, tao đừng đi kiếm nó ta. Kia, nó chỉ.
trên mặt thấy ghét rồi em. Ừ, ghét em. Có đứng ngồi hết đứng được không? Thôi ngồi mà. Làm gì một tuần nay không gọi điện không bắt máy, không làm gì không nhắn tin không hỏi thăm gì vậy? Thì điện thoại anh bị hư, anh dẹp bỏ rồi. Hư gì? Né ra đi. Em xin lỗi mà phải đi. Không có xin lỗi gì chân á, không có lỗi phải gì để xin gì hết. Lỡ mà cục chấm dứt đi. Chấm dứt gì? Không phải xin lỗi đi đi ngồi xuống nói chuyện nè. Không. Phải đi cục chưa đẹp quá. Bữa nay mới nhập tóc mà đẹp đẹp bây giờ dễ thương. Thì không. Tóc hai màu luôn. Anh nhìn xinh nha. Chứ sao? Xin đâu, xin đâu, xin đâu. Ngồi, 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 nói chuyện. Ôi, xin mới tha đó nha. Hai con đi làm gì vậy? Xin mới tha. Con nghe bún này ơi. Xin lỗi chị lỗi nha. Con nghe bún luôn nghe. Hai câu hả? Kiện con ngại nữa. Nó bốn tô đi. Bốn tô. Con không rau nha, hai ơi. Từ cái tiền nha, hết tiền rồi. Bị dí. Thôi ăn này cho chị em chứ ăn không phải công si mấy má. Ai đâu lo cho mấy má hoài. Trời ơi, đâu có tiền lương tiền chùa đâu mà lo hoài, tự xử đi. Thôi, làm chị ba ta làm sao đó coi được. Tao chị ba mày, phải tao má mày, mà tao phải lo cho mày nha mày. Nghe chừng nào tao làm má mày, đứa tao nó mới lo được. Mà là chị mới có chị ba hà. Chưa chắc gì mày bên ngoài mày kêu tao chị em chưa chắc gì mà bên trong mày mày nó nể tao lắm mày. Chị ba đồ. Có sẽ bất định thì biết thôi bích. Vậy chị em mà chị. Đừng có ba bích ba em là chị ba. Em lúc nào cũng bên cạnh chị. Mày là người tao ghét đầu tiên đó. Vừa lắm. Ở đây là ca. Bà già. Cho bốn đũa bà già ơi. Ủa đâu bốn ai? Ừ mày không thấy được hả? Nó thôi mà không biết được. Cái ghế này rồi. Sao mà không biết được. Còn nói vậy. Trời ơi. Cái mỏ đen, nó đen thui lắm á. Nó cười hoài vậy ca, mỏ đen xuống đen như đây kìa. Tụi mày bị ngáo quá mày. Nhớ về vậy, nó mắc cười. Ủa nhìn trời nó mắc cười, trời nó cười cái gì. Trời nắng mà bị khùng. Tầm này vàng đi. Mấy con nó màu mè thấy ghét. Để đi bà già. Bụng đâu? Quá rồi nắng rồi. Nắng quá rồi. Chú ơi, chú mua vé số một con nha. Một bán nhẹ chứ sao hả? Dạ. Nhỏ này đâu ra vậy? Rồi đi đây về đi. Ủa tiền con đâu chú? Tiền bạc gì? Mày vô chỗ tao, mày vô xin phép tao đó tiền bạc gì? Chịu có trúng thì tao trả, không trúng thì thôi, xuồng. Đúng. Cái gì? Biết. Ê, giữ cho em, mẹ đứng lại. Cái gì vậy? Cái gì nhỏ kìa? Cái gì vậy? Trời ơi, ê, cái thằng kia. Sao? Mày làm gì vậy? Tao thích. Mày thích? Ê, mày biết điều mày không? Mày thích cũng kệ mày, mày biết điều không? Mày biết điều không? Tới vô chỗ tao, nó chưa xin phép tao. Mày biết điều mới lấy giấy số nè. Chèo tao dò, trúng thì tao trả, còn không trúng thì quê. Ủa? Mày nói chuyện với cha thiên hạ vậy? Chỗ nào là chỗ của mày hả? Chỗ là chỗ của mày. Chỗ này mày làm cái gì? Mày xăm cái gì mày tính xăm bình, đồ xăm mình, xăm ơ, đồ mà xăm ngồng xanh hả? Hả? Mày có tên tao cạo dãy luôn không? Ây da, trời ơi. Ghê rác quá đại ca. Nó ngứa cái dãy dữ, trời. Ghê rác quá. Mày biết cái này là cái gì không mày? Hả? Biết cái này là cái gì không? Mày con heo hả? Đó, này hả? À, tao thấy quen lắm rồi. Ấy trên mấy cái cột điện cây động có. Đó đúng rồi. Cái này là đầu lâu. Đúng rồi, đúng rồi. Bởi biệt danh của tao là Liễu Đầu Lâu. Mày đó mặt của tao hả? Mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì hả? Ê, nói chuyện không nắm tay làm gì như vậy? Rồi sao? Tao thích đó rồi sao? Nè, dạo này nhớ người tao á, không còn vui như trước tao, tụi mày đừng có nhờn. Đâu gì đâu. Nghĩ sao nó nhầm nhò với tao mà đâu? Mày đợi tao xíu. Tao ra biết tại tao. Thôi thôi, để mày đợi tao coi. Mày đợi chị ba tao đi cưng. Để coi làm cái gì vậy? Đó, trời đau tay quá gì vậy? Trời trời, ra dẻ xíu mà đau như vậy. Ôi, xây ra dẻ thiệt chứ. Mày đợi đó gì? Trời ơi, tao đợi nè. Trời ơi, có kịp rồi đâu. Mày đợi một xíu.
Ơ chị ba, chị ba đi đâu vậy? Toilet. Đang gây cấn cao cái toilet chạy. Cao chào. Nói giờ tụi mày muốn cái gì đây? Tao không muốn gì nhưng mà tao muốn mày phải trả cho con bé lại. Trả lại. Tao không thích. Ơ hay. Mày kêu nó bằng gì? Đại ca. Đại là đóng ca là. Cái cục gì đó cưng hả? Nói gì vậy? Mày giỡn mặt với tao hả? Không gai giỡn mặt luôn. Cái đó gọi là dơ. Đúng chứ mày đại ca thấy không? Chị dơ. Tao thích vậy đó. Ở cái này chỗ này là của tao. Chưa ai dám lên tiếng ở đây hết trơn á. Chỗ của mày. Đúng rồi bé ơi. Chỗ của anh nó bé. Chỗ của anh nó bé. Trời ơi. Nó nghe nè. Trướng này bằng con nhái hả? À. Bằng nhiêu đây? Búng một cái một. Tới tiền giang luôn. Cái gì à? Mày nói tới con nhái hả bé? Gì mà con nhái hả bé? Tất nha đại ca tao cũng như con heo. Chị sao đẻ mày được đó cho mày biết. Sao? Bây giờ mấy đứa mày muốn gì nói một tiếng một đây tao làm luôn. Nói chung là mày. Uống gà. Trả lại cho anh bé ơi. Bao nhiêu tờ? Lấy hết cho con bé đi. Rồi anh trả tiền cho con bé. Này bao nhiêu tờ vậy? Ôi cao thượng quá. Nhanh. Lấy xíu đi. Trời ơi kìa. Cho chú này đưa đặng ngồi chơi đi. Trời ơi, gái trẻ. Nói chung á là chỗ này cho người ta buôn bán ha. Tao nói cho mày nghe nè. Bước ra đời đang chơi bị phá đồ đi về nhà báo mẹ báo cha. Ha. Vì làm ăn không lo làm ăn mà suốt ngày đi kiếm chuyện hết người này người kia đồ mà đặt gì xưng danh đại ca đồ mà làm được cái gì mà đòi đại ca hả? Tao làm xin lỗi mày, tụi này sống tụi mày biết không có danh xưng gì chân he, tụi này sống bình thường lắm nhưng mà đụng vô thử biết có bình thường hay là không. Nói chung chỗ này cho người ta buôn bán thích cái gì thì chiều nay hẹn tụi mày ra bãi đất trống 3 giờ chiều cái ok gì? Chưa 3 giờ chiều hẹn tụi mày bãi đất trống. Bữa nay nó dám hẹn anh kìa mấy đứa. Mắc cười quá đại ca ơi. Quá trời. Chỗ này cho người ta buôn bán. Chiều nay đừng có trốn nha bé ơi. 3 giờ đúng xin nha. Xin lỗi mày. Không bao giờ tao trốn. Nhớ nha. Tao cho mày số điện thoại này lấy thôi. Mạnh miệng. Không có điện tao ra. Không gặp không về. Mày tự bấm luôn. Mạnh miệng. Mà mày nhớ về luôn tao nhá qua là nhớ luôn tao là anh thấm chín ngón nghe không? Trời ơi, có chín ngón mà nhầm nhò gì? Tao đây nè, tao xin lỗi mày, liễu đầu lâu. Chín ngón gửi. Đầu nửa ngón mất tiêu rồi. Phải rồi đại ca ơi, nó mất nửa ngón rồi. Đây, chín ngón gửi đâu chưa nói mà chín ngón mà nhầm. Ai chỉ làm số hơn anh. Còn nữa rồi. Rồi, không có nói nhiều. Hẹn cho mày. Biết. Đây vậy bé. Đi anh em, chiều nay anh đợi nha. Tao đợi tụi mày đó. Vậy. Tụi mày xong rồi. Vậy đó. Nếu mình không được cứ vậy cho chị. Ham. Mà khoan em. Quên tiền đâu mà trả cho xuống. Anh không có đem tiền theo hả? Có điểm không? Trả cho nhỏ đi bán gì trời. Trăm tờ. Đây. Con Liễu đâu rồi? Léo đâu rồi? Mẹ nhanh tới, nó nghe nè. Bây giờ cô lấy phải giấy số này. Còn quay nè cái xíu cái cô mà đang nói chuyện đó, cái cô điêu điểu là mẹ cô đó. Còn kêu bà trả tiền cho cô nha. Chạy nhẹ mấy đứa ơi. Hai. Cô Léo đâu rồi? Bà hồi nãy có cái chị tóc hồng kia mua giấy số của con mà không chịu trả tiền á. Là con nhỏ nào? Dạ cái chị mà có tóc màu trắng, hồng với xanh á. Trời đất ơi, nó mới lại đây nó quậy bà nó gì vậy? Không, cái băng kêu quậy. Nó kêu mà trả dùm tiền bún cho nó luôn rồi chứ sẵn rồi bàn ghế đánh đập gãy hết trời. Trả tiền giấy số cho con nữa. Nhiêu tờ? Dạ 100. Vì 100 tờ? Đúng rồi, cô lấy 100 mà. Cô thích thôi, chỗ này nó báo dữ vậy trời. Mấy cái ghế kìa. Cô bà biết nó chạy đường nào không? Nè, nãy thì thấy chạy đường này nè, biết đi đâu. Ui là trời, chiều thứ ra tôi đưa cho mệt quá. Trời ơi, cô còn vé số con nữa. Trời ơi, bà hai bà trả giùm nó cho tôi đi, rồi chiều đến tôi đưa bà cho bà luôn. Tôi nữa. Ừ, bà trả cho nó tiền vé số đi, chiều nay tôi hoành lại tôi đưa cho bà luôn, hết luôn. Cảm ơn nha. Ừ. Ôi, mẹ ơi. Xong rồi thôi con ơi, để 1 chút nữa. Rồi đây đi 1 chút nữa. Bà đếm tiền coi đủ không bà trả dùm cho. Dạ. Rồi đó nghe. Chị đây, chị ba. Hả? Tới giờ hẹn rồi kìa. Hẹn gì? Hẹn với thằng nãy đó. Hả?
nãy đó. Ôi, cái bà đi quan tâm nó làm gì? Ủa, sao chị hẹn người ta ra? Hả? Trời ơi, mày chưa biết là người thành công của nó đi riêng hả? Ủa? Thôi ơi, mày nghĩ làm sao từ những cái giật? Ờ, ra phải làm gì? Thôi ơi, tao nói mày nghe, cái người khôn là không bao giờ mà dùng vũ lực nha. Những người thông minh tao mới sử dụng, mà ngồi cái lời nói người ta đấu đá với nhau thôi. Chứ được làm gì? Rồi sức đầu mẻ chán rồi ai lo? Hả? Cha mẹ lo, với lại bệnh viện lo chứ ai lo? Trời ơi, mất công làm gì vậy? Thôi ơi, cho nó ngoài thấy bà nội cho nắng cho mùa ngồi. Sáng chị mạnh bị lắm rồi trời. Rồi không ra người ta nói mình hèn thì sao? Ừ. Không ra người ta nói mình hèn thì sao? Trời ơi, lại nói chăng mắt tiền mua lựa lời mà nói cho lòi tiền ra. Chứ ai đâu mà lựa lời mà nói cho đấm đá nhau. Ờ, nó nói kệ, nói hộ nhầm nhòi một ăn hay tiếng nói. Tính ra là những cái điều gian manh này nè, là em phải nên học hỏi chị Liễu nhiều. Đúng rồi. Kệ đi, kệ quan tâm nó làm gì mà hết mệt. Dạ. Tối nay mình đi đâu nè? Quẩy đi. Dạ, mấy em nghe nè. Nhịn không phải là nhục nha, nhưng mà nhịn để lành nha. Nhịn không phải nhục, thằng nào cự là mình đục đục. Nhưng mà nãy thằng đó cự với mình lắm mà ta, cái bác đục gì sao nãy á, thằng đó bác đập bàn đó, mày thấy không, dằn mặt đó. Đúng rồi, đập bàn một cái mạnh chét luôn mà bác không đau luôn. Không đau luôn, vậy đau được. Ô chị ba mình mà. Ừ, chị ba mình xuất sắc luôn á trời. Đúng rồi. Mẹ ghê. Kinh nó kẹt con đi, đừng quan tâm nó làm gì. Ok chị ba. Chị ba hả dẫu quá à. Lâu quá rồi kìa. Mẹ con thỏ này nó chơi tao ta. Để ca lên hỏi gọi nó coi. Gọi nữa rồi. Nhìn thì 3:15 rồi. Mẹ nó tin gì vậy? Để lâu lâu đúng không? Cái gì lâu lâu gì đó. 3:15 rồi nè. Lâu đài tình án. Nghe thằng nó điện, nghe thằng nó điện nè. Nó điện đi. Alo. Tao nghe. Hẹn bữa khác đi, bữa nay tao nhức găng quá à. Đi không có được. Đang bị đau găng. Mày đi nghe đau găng cái quýnh lộn. Rảnh quá à. Nó đại ngoại hả chị ba? Cái này nào mà nó cấm á. Trời ơi, sao nó ngáo dữ trời. Nó không thấy mình ra, nó biết rồi đúng không? Ừ. Còn điểm nổi nó đúng không, ngu thiệt.